Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhà nước và pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung sau đây. Chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng. Bảo hiểm xã hội huyện Thiệu Hóa tăng thu giảm chậm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, Thanh Hóa có gần 350.000 người có công với cách mạng, trong đó có gần 70.000 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Để chăm lo tốt hơn đời sống người có công trên địa bàn tỉnh, ngoài chính sách của nhà nước, những năm qua, các ngành các cấp, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, các hoạt động tri ân đền ơn đáp nghĩa hướng về thương binh liệt sĩ nhân dịp 27 tháng 7 hàng năm đã tạo động lực để người có công với cách mạng và thân nhân của họ vươn lên trong cuộc sống. Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa hiện đang quản lý nuôi dưỡng, điều trị phục hồi chức năng cho 225 người là những thương bệnh binh tâm thần mãn tính, thương bệnh binh nặng có vết thương và bệnh lý tổng hợp, thân nhân liệt sĩ, già cả, cô đơn, con liệt sĩ tàn tật, người bị nhiễm chất độc da cam, dioxin, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại đây, công tác chăm sóc nuôi dưỡng luôn được trung tâm triển khai kịp thời, đầy đủ, đáp ứng nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt, rèn luyện và phục hồi chức năng của các thương bệnh binh. Hàng ngày, cán bộ trung tâm kiểm tra, theo dõi, khám bệnh định kỳ, cập nhật nắm bắt tình hình sức khỏe của thương bệnh binh để kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, cũng như thường xuyên sử dụng các liệu pháp điều trị tập luyện phục hồi chức năng. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm 2024, các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, đơn vị doanh nghiệp đã có các hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà, thể hiện sự biết ơn sâu sắc của các thế hệ đối với những người đã có công giữ gìn bình yên cho Tổ quốc. Trong thời gian về điều trị và ăn dưỡng ở đây thì được anh em cán bộ trung tâm chăm sóc tận tình, tức là chu đáo. Chúng tôi vẫn tức là cố gắng phấn đấu và ăn dưỡng và động viên anh em nhau, anh em là làm tròn cái nhiệm vụ tức là thương binh tàn nhưng không phế. Dịp 27 tháng 7 này thấy Đảng và Nhà nước này rất quan tâm và nhiều phục vụ, ví dụ như ở đơn vị vừa rồi là có mời một đoàn nghệ sĩ trẻ của Thanh Hóa về phục vụ cho anh em một chương trình ca nhạc một buổi, cũng rất chi là anh em cũng rất phấn khởi và thấy quà, rồi các đoàn đến thăm hỏi rất ân cần, rồi để chăm sóc như này thì cũng rất là tốt. Hiện nay, đa số người có công đã tuổi cao, thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học mang trong mình vết thương chiến tranh, một số người mắc bệnh mãn tính, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn. Vì vậy, việc chăm sóc, nuôi dưỡng người có công luôn được quan tâm về mọi mặt. Công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh được thực hiện chu đáo, trang thiết bị được đầu tư bổ sung kịp thời đầy đủ. Trong tháng, bệnh nhân đi điều trị tại các tuyến bệnh viện tỉnh, trung ương được nhân viên hộ lý thay phiên đi cùng chăm sóc, đảm bảo chu đáo. Công tác y tế luôn được nhân viên theo dõi và cấp thuốc định kỳ. Việc phục vụ ăn uống, dinh dưỡng cho người có công luôn được đảm bảo về định lượng, chất lượng. Trung tâm chú trọng nâng cao các món ăn phù hợp với mọi độ tuổi, tâm lý, bệnh lý của từng đối tượng, luôn chú ý đến công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Công tác chăm sóc các bác thương binh, bệnh binh ở trung tâm, đấy là việc làm thường xuyên. Mà trong năm, đặc biệt vào cái dịp tháng 7 là tháng tri ân. Do vậy, đơn vị cũng luôn được đón tiếp các đoàn của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bộ Quốc phòng, quân khu 4, các tổ chức cá nhân cũng dành sự quan tâm rất đặc biệt đến với trung tâm thăm hỏi các bác thương binh, bệnh binh, cán bộ viên chức. Đấy là cái niềm vinh dự đối với các bác thương binh, bệnh binh, đấy là động lực để các bác thấy rằng đó là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho các bác. Các bác cảm thấy rằng đó là niềm vinh dự, các bác có thêm niềm vui, sống khỏe. Cùng với việc thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng người có công, việc chăm lo đời sống, tinh thần cho người có công được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, nhiều chính sách được triển khai và phát huy hiệu quả như chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công,
hỗ trợ phát triển kinh tế đối với các gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn, các chương trình phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng. Từ năm 2017 đến nay, Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa các cấp trong tỉnh đã vận động đóng góp được trên 100 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng, hỗ trợ, thăm hỏi, động viên gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn. Sự quan tâm chu đáo cả về sức khỏe, vật chất, tinh thần của toàn xã hội thể hiện tình cảm, sự trân trọng biết ơn sâu sắc đối với người có công với cách mạng, kịp thời động viên gia đình người có công vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, tăng thu, giảm, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm được ngành bảo hiểm xã hội đặc biệt chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã từng bước đi vào ổn định. Song, một số doanh nghiệp vẫn bị tác động bởi dịch COVID-19, khó khăn trong hoạt động dẫn đến chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội huyện Thiệu Hóa đang tăng cường các giải pháp tăng thu, giảm nợ, quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao trong năm 2024. Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm công nghệ cao Tâm Phú Hưng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho trên 20 lao động. Mặc dù quy mô nhỏ, nhưng công ty luôn chú trọng thực hiện tốt chế độ quyền lợi cho người lao động. Sau khi ký hợp đồng làm việc, người lao động đều được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tích cực phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội đăng ký tham gia, đóng các khoản đúng hạn và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động đúng quy định. Trong thời gian qua thì ban lãnh đạo của công ty luôn luôn chú trọng đến đời sống, thu nhập của người lao động và đặc biệt là các chế độ chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội cho người lao động. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi đã thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho khoảng 20 lao động và đóng đầy đủ kịp thời cho người lao động. Tính đến hết tháng 6 năm 2024, số tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Thiệu Hóa là 135 tỷ đồng, đạt 48,07% chỉ tiêu giao thu. Tổng số tiền chậm đóng là 14 tỷ đồng, tỷ lệ chậm đóng là 5%. Trong đó, một số đơn vị có số tiền chậm đóng lớn kéo dài như công ty cổ phần May Vạn Hà, số tiền chậm đóng là 9 tỷ 747 triệu đồng, số tháng chậm đóng là 10,9 tháng. Công ty cổ phần đầu tư Đại An, số tiền chậm đóng là 799 triệu đồng. Nguyên nhân của tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các đơn vị là do hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn. Một số đơn vị chậm đóng cố tình chây ì, trốn tránh, không phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội, mặc dù cơ quan bảo hiểm xã hội đã thường xuyên phối hợp, đôn đốc, nhắc nhở theo quy định. Bên cạnh đó, công tác thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp chậm đóng còn hạn chế, chưa có chế tài mạnh để răn đe, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. Để khắc phục cái tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài trên địa bàn, thì theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thì thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện sẽ tập trung chủ động và thường xuyên báo cáo huyện ủy, ủy ban dân huyện, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Chúng tôi tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn như là Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Liên đoàn Lao động huyện, rồi Chi cục Thuế, Công an huyện trong cái việc là tổ chức làm việc trực tiếp với các đơn vị để đôn đốc và yêu cầu doanh nghiệp đóng đầy đủ số tiền chậm đóng, không để phát sinh số tiền chậm đóng kéo dài. Một chế tài được cho là mạnh mẽ để giải quyết tình trạng nợ bảo hiểm xã hội là khởi kiện đơn vị nợ ra tòa và áp dụng xử lý hình sự đối với đơn vị trốn đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên hiện nay, do vướng mắc về quy định pháp luật nên tổ chức công đoàn chưa thực hiện khởi kiện được doanh nghiệp chậm đóng và cơ quan công an cũng chưa khởi tố được đơn vị trốn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực từ năm 2025 tới đây được kỳ vọng sẽ khắc phục được những hạn chế này, từng bước giải quyết tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hiện nay. Chuyên mục Nhà nước và pháp luật hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.